là hộ gia đình trẻ ở thôn Ta Húc, xã Húc, huyện Hướng Hóa. Chị Hồ Thị Diệu và anh Hồ Ta Pong có hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Trận mưa lũ lịch sử năm 2020 vừa qua, để đảm bảo an toàn, gia đình phải nhiều lần đi lánh nạn ở nơi khác. Do vậy, gia đình là một trong những các hộ được hỗ trợ xây nhà kiên cố theo chương trình của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB có trị giá 140 triệu đồng. Trước đây thì thiên tai rất là sợ. Thì một lần thiên tai lúc nào thôn và cán bộ bị thông báo cho dân lúc nào chạy, lúc nào cho xuống ở nhà thôn. Nhưng bây giờ thì có nhà rồi, gia đình rất là yên tâm, cảm xúc rất là phấn khởi, vui mừng. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã tài trợ số tiền hơn 14,4 tỷ đồng để xây dựng 106 ngôi nhà ở kiên cố, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai trên địa bàn 5 huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ, Vĩnh Linh và Gio Linh của tỉnh Quảng Trị. Các ngôi nhà được hoàn thành và bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng đúng theo cam kết đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình. Đến thời điểm hiện nay là cùng chuẩn bị vào cái mùa thiên tai. Cho nên những căn nhà này là sẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong ứng phó với thiên tai. Ngoài việc đáp ứng được yêu cầu cho hộ gia đình thì những cái công trình, những cái căn nhà này sẽ là những cái địa chỉ để hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, có nguy cơ ở trong vùng, có thể là làm địa điểm để cư trú khi thiên tai xảy ra. Việc bàn giao 106 ngôi nhà ở kiên cố, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai trước mùa mưa bão năm nay có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân kịp thời khắc phục, tái thiết sau các đợt thiên tai lịch sử, qua đó ổn định đời sống dân cư, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vùng biên giới, vùng khó khăn.